động của người thuê, tọa lạc tại Fukuoka, Business Ryokan Asahi cách Tenjin, khu mua sắm và giải trí chính của thành phố khoảng 15 phút đi bộ. Tuy nhiên, giá phòng ở đây lại rẻ đến giật mình, 1,2 đô la Mỹ một đêm vào các ngày trong tuần. Những người muốn thuê được phòng giá này phải đồng ý để khách sạn phát trực tiếp mọi hành động của mình trong thời gian lưu trú lên kênh YouTube của họ. Bạn không cần phải trình diễn hay làm các hành động nào để thu hút người xem. Đơn giản, khách sạn chỉ muốn cho mọi người thấy các hoạt động của người thuê ở trong phòng. Phóng viên Masanuki đã thuê phòng ngày mùng 8 tháng 11, khi lễ tân đưa khóa phòng, họ nhắc khách rằng máy quay trong phòng anh đã được bật sẵn và sẽ liên tục ghi hình, phát sóng. Vì vậy, khách sạn yêu cầu anh không được xuất hiện với hình ảnh khỏa thân. Masanuki đồng ý với quy định này. Phòng của anh ở tầng 2, số 8. ống kính camera hướng thẳng vào giữa phòng, người theo dõi chỉ có thể xem được hình ảnh mà không thể nghe thấy âm thanh. Khách sạn cho biết điều này nhằm tránh các khiếu nại về việc vi phạm bản quyền âm nhạc vì có thể người xem sẽ nghe được các bản nhạc phát trong phòng lúc livestream